Xin chào tất cả các bạn. Bây giờ là tầm 6 giờ sáng. Bây giờ mình với các bạn là cùng chinh phục núi Trà Rang ở Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định nha. Rồi, chúng ta cùng đi thôi. Đây là đường lên núi Trà Rang này các bạn. Chúng ta phải chung vào trong cái hẻm này. Đó, chúng ta cùng đi thôi. Đó, chúng ta đi lên cái con đường nhỏ này nhé. Đây là đường lên núi này. Cái này thì có khá là nhiều má. Rồi mình bỏ qua mấy cái cánh chỗ này đi, đi tiếp nha. Núi thì rất là treo leo, rất là gập rồi, không bằng phẳng cho lắm. Rồi, phải chui qua một cái hẻm nhỏ này. Chúng ta lại tiếp tục gạch mẻ nữa. Rồi, thôi, bỏ qua tiếp đi, đi tiếp nha. Ở đây là rừng keo nè các bạn. Rừng keo cây rất là cao. Mới sáng sớm trời còn rất là nhiều sương. Chúng ta đi tiếp này. Cầm. Một con bé này. Đây là mình đang đi sâu vô trong rừng keo luôn rồi các bạn. Rồi, đây đường lên dầm núi này. Cả một bông hoa trang này. Hoa này. Rồi, mình đang đi lên trên núi này các bạn. Cái đường đi rất là dốc. Ở đây có một cây đào. Cây đào rất là to. Nó khô cháy luôn rồi. Đi rất là dễ. Anh nhìn này. Mình chỉ mới đi một nửa đường thôi. Đây, nhìn cái đường mình vừa đi này. Rất là dốc rồi các bạn. Đó. Rồi, mình cùng đi tiếp nha. Cái kia rất là nhiều. Rồi, phía trước là những cái tảng đá khá là lớn. Bây giờ chúng ta phải leo lên những cái tảng đá này để leo lên trên đỉnh núi nha các bạn. Những tảng đá khá là lớn. Cái này cây quái âm tùm. Thì lên trên này là hơi khó này nha. Đá cây quái âm tùm. Nó rất là dốc nữa.
đi tiếp. Thôi, mình thử đứng trên tảng đá quay xuống cho các bạn xem các bạn đưa mình vừa đi nha. Bạn thấy không? Bạn đưa mình vừa đi á, vượt qua một cái rừng keo. Rồi, bây giờ leo lên đỉnh núi tiếp. Là đỉnh núi nữa này. Rất là nhiều đá, tảng đá rất là to. Đi khá là mệt rồi. Đi tiếp nha. Mình coi nè. Đi bớt cho anh. Đi nó dễ. Yeah. Một tảng đá rất là đẹp này. Đây, mọi người, tảng đá này mình thấy rất là đẹp này mọi người. Đó, rất là đẹp, to mà nó. Mình tiếp nhập vào cái tảng đá này luôn. Chắc ta đến rồi mọi người. Leo lên cái tảng đá này hả? Wow, khó đi quá. Ấy da. Ấy da. Mình mới leo lên được cái tảng đá xem tí rất là khó đi. Tiếp tục đi tiếp thôi. Rừng cây có âm là tầm rồi các bạn, mình đã leo lên tới đỉnh núi rồi các bạn. Còn bây giờ mình đi xuống đây là thì mình đi xuống núi thôi. Giờ leo lên trên tới đỉnh rồi. Nói chung là leo khá là mệt. Ở đây là cây cối rất là um tùm. Đây là đỉnh núi Chà Rang nha các bạn. Thôi, chào tạm biệt các bạn nha. Bây giờ mình đi xuống núi thôi. Đây là giờ mệt rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.